Chào mừng các bạn đã đến với Talk Show học và làm IT của CoVy. Mình là Thùy Vi, người sẽ kết nối chương trình ngày hôm nay. Talk Show được tổ chức và đăng phát trực tiếp trên fanpage hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Uptech. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ là những chia sẻ về cơ hội và thách thức của doanh nghiệp IT trong và sau mùa CoVy, cũng như cơ hội và thách thức của người học IT sau mùa CoVy. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được trải nghiệm phương pháp học tương tác trực tuyến hiệu quả đến từ Uptech. Trước khi bắt đầu buổi phát sóng, trường Uptech cũng đã nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các bạn trẻ gửi về cho chương trình. Thì hôm nay thì cả hai khách mời sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn ngay bây giờ. Còn bạn nào mà chưa để lại câu hỏi, các bạn cứ mạnh dạn là để lại câu hỏi dưới phần comment của livestream ngày hôm nay. Và Vi sẽ tổng hợp lại để các khách mời giải đáp cho các bạn nhé. Và các bạn cũng đừng quên là nhấn nút share livestream để những bạn nào cũng có cùng quan tâm đến ngành IT, các bạn cũng sẽ biết đến và sẽ đặt những câu hỏi cho chương trình. Trước tình hình Covid đang diễn biến rất phức tạp, dẫn đến hàng loạt các ngành nghề đều bị ảnh hưởng và đang đứng trước nguy cơ bị đóng băng. Những câu hỏi quan trọng được đặt ra trong thời điểm hiện tại là ngành công nghệ thông tin liệu có trụ vững trong giai đoạn khó khăn này hay không? Các công ty công nghệ sẽ giải quyết bài toán khó này như thế nào? Và các lập trình viên sẽ sống sót qua mùa dịch này ra sao? Cuối cùng là những ai đang có dự định học ngành IT sẽ phải làm gì để tiếp tục theo đuổi đam mê? Để giải đáp những câu hỏi trên, hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Uptech sẽ phối hợp cùng với Geeks Group tập hợp những công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam tổ chức talk show học và làm IT mùa CoVy. Xin được giới thiệu hai khách mời tham dự talk show ngày hôm nay, anh Quang Nguyễn, chủ tịch của Geeks Group, đồng thời là giám đốc điều hành của công ty phần mềm ESE. Tiếp theo là thầy Nguyễn Thành Tâm, hiệu trưởng của hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Uptech. Và không để các bạn chờ đợi lâu nữa, talk show của chúng ta sẽ chính thức được bắt đầu ngay bây giờ. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe về những chia sẻ cơ hội và thách thức của doanh nghiệp IT trong và sau mùa CoVy nhé. Xin được hỏi anh Quang, với vai trò là chủ tịch của Geeks Group, tập hợp những công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trong thời điểm hiện nay thì các doanh nghiệp IT có sự thay đổi như thế nào về các dự án phần mềm cũng như là cách thức làm việc ạ? Vâng, xin chào Vi và xin chào các bạn. Thì như các bạn cũng biết là dịch Covid-19 thì cũng đã và đang ảnh hưởng đến rất là nhiều các doanh nghiệp, không chỉ là doanh nghiệp công nghệ thông tin. Với vai trò là chủ tịch của Geeks Group thì chúng tôi tập hợp khoảng 20 các công ty công nghệ thông tin ở Việt Nam, trong đó có các công ty ở ngoài Hà Nội, ở Đà Nẵng cũng như ở Sài Gòn. Thì chúng tôi cũng có một số các cái báo cáo trong tuần vừa rồi về cái sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp công nghệ thông tin. Thì nhìn chung sẽ có hai cái sự ảnh hưởng. Một là các công ty sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp bởi bên phía khách hàng, và hai là các công ty theo nghĩa tích cực thì lại được hưởng lợi từ cái dịch Covid-19 lần này. Đối với các công ty mà ảnh hưởng gián tiếp từ bên phía khách hàng, có thể là đến từ các khối ngành như là các bạn cũng biết là thời gian vừa qua là cũng có các ngành như là du lịch, về hàng không hay là vận tải. Thì có thể là khách hàng bị ảnh hưởng thì các công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng mà cái nhóm thứ hai mà chúng tôi muốn nhắc đến là những công ty đang được hưởng lợi từ cái dịch Covid-19 lần này. Cụ thể là các công ty liên quan đến lĩnh vực về giải trí, về học trực tuyến. Và đặc biệt là có một cái lĩnh vực là thương mại điện tử, thì các công ty hiện nay đang gọi là càng lúc nhận càng nhiều đơn hàng hơn, thì cái này là cái mà thực tế. Thì dĩ nhiên thì người ta hay nói là cái gì cũng có hai mặt của nó, thì doanh nghiệp của chúng tôi thì luôn đánh giá là trong khó khăn thì luôn có cơ hội. Ngành công nghệ thông tin sau dịch Covid-19 lần này được đánh giá là sẽ trở thành một cái nền tảng để mà giúp các doanh nghiệp có thể chuyển đổi số. Một số doanh nghiệp mà từ trước đến nay họ rất là bảo thủ trong vấn đề mà chuyển đổi từ offline sang online, thì bây giờ họ vì dịch này họ cũng đã phải bắt buộc phải thay đổi rất là nhiều. Thì tôi nghĩ đó là một trong những cái cơ hội cho các bạn trong lĩnh vực công nghệ thông tin sau cái dịch này, có thể là có rất là nhiều các cái cơ hội việc làm đến góc độ của bên Geeks Group. Và cũng được biết hiện tại anh Quang cũng đang giữ vị trí là giám đốc điều hành cho công ty phần mềm ESE. Thì anh nhận định như thế nào về cơ hội cũng như thách thức của các doanh nghiệp IT trong mùa Covid hiện nay ạ?
Riêng với cá nhân công ty của chúng tôi, công ty AC, thì cũng có cái sự tác động mà khó khăn là có, nhưng mà bù lại có một cái mảng mà bên tôi đánh giá là đang phát triển trên cái mùa Covid-19 lần này, đó là cái mảng tư vấn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. Vì một số các doanh nghiệp hiện tại thì họ đang muốn thay đổi rất là nhiều, chuyển đổi mô hình từ hoạt động offline sang online, và cũng như là muốn thay đổi các hệ thống để mà tinh giảm chi phí. Thì để muốn tiết kiệm được chi phí thì công nghệ thông tin là một trong những cái phương pháp mà phải nói là bây giờ hiện tại là rất là cơ bản và rất là tốt để mà giúp cho các doanh nghiệp. Thì cái mảng về bên phía chuyển đổi số, cái mảng bên phía tư vấn hiện tại thì cũng đã có thêm một số các cái đơn hàng mới, và bọn tôi vẫn tích cực tuyển dụng để mà đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp. Và theo dự đoán của chúng tôi thì khi mà có thể là khi mà đạt đến đỉnh dịch và khi mà bắt đầu dịch kết thúc thì sẽ có nhiều hơn các cái doanh nghiệp mà có thể là họ nhìn thấy được cơ hội thì họ sẽ thành lập mới, họ sẽ lại nhờ đến các dịch vụ của chúng tôi. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ và những cái thông tin rất là tích cực đến từ anh Quang. Thì như vậy thì các bạn khán giả cũng có thể thấy được rằng ngành IT là vẫn đang trong một tình trạng rất là ổn định, thậm chí là có thể là phát triển mạnh mẽ hơn sau khi mà dịch Covid được ổn định và kết thúc. Doanh nghiệp IT hoàn toàn có thể trụ vững và bất chấp mùa Covid. Sự phát triển ổn định của ngành IT sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người lao động của ngành cũng như là người học IT? Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ về cơ hội và thách thức của người học IT sau mùa Covid. Em chào thầy Tâm ạ. Thầy có thể chia sẻ cho các khán giả được biết là cơ hội cũng như thách thức của người học IT sau mùa Covid như thế nào ạ? Cảm ơn Vy. Xin chào các em, chào các bạn. Thì mình sẽ chia sẻ với góc độ là một cái trường đào tạo về ngành công nghệ thông tin, qua đây là về ngành lập trình phần mềm. Thì như chia sẻ của anh Quang vừa rồi thì các bạn cũng đã thấy là cái thị trường nó sẽ chia làm hai cái, một cái là cơ hội, một cái thách thức. Thì mình sẽ nói về cái cơ hội nhiều hơn. Thì với cái cơ hội học nào cái ngành này á, thì hiện tại đối với những người yêu công nghệ thông tin thì đây cũng là cái cơ hội cho các bạn có thêm cái sự cọ sát trong cái việc mà học. Thì khi mà chuyển đổi từ cái việc mà học offline, học trên lớp qua học online thì nó sẽ có một cái bỡ ngỡ ban đầu. Tuy nhiên đối với những người mà yêu công nghệ thông tin thì các bạn cảm thấy đây là một cái chuyện không có cái gì khó khăn cả. Thì trong cái việc học online nó sẽ cho các bạn thêm cái thách thức, mình sẽ được cọ sát nhiều hơn. Đó. Thì với một cái bạn mà đam mê công nghệ thông tin thì cái này là rất là cái chuyện không phải gì khó. Thì với cái thị trường thì hiện tại như anh Quang cũng có chia sẻ là có một số ngành cũng tạm dừng lại và một số ngành đây là cơ hội họ phát triển. Thì cái số ngành mà họ đang tạm dừng, nếu mà bây giờ bạn hãy bắt tay vào, không để không trễ cái công việc của mình, bạn bắt tay vào bạn học, thì có thể là sau dịch thì những cái công ty mà họ đang tạm dừng đó họ sẽ có những cái sản phẩm mới, họ cần một cái nguồn nhân lực lớn hơn, thì khi đó cơ hội các bạn bước vào thị trường ngành này thì dễ dàng hơn, cơ hội mình nhiều hơn. Và cái việc làm với công nghệ thông tin thì nó sẽ không bao giờ mà nó thiếu. Tuy nhiên là với thời điểm hiện tại thì cơ hội bạn nhiều hơn thì bạn hãy cố gắng nắm bắt nó. Đó là cơ hội cho người học trong lúc thời gian này. Vậy thì thưa thầy, với đặc thù của chuyên ngành IT, thầy có thể cho biết thêm về phương pháp đào tạo của Aptech ạ? Cái phương pháp đào tạo của Aptech trước nay, từ xưa giờ là cái đây là một cái bạn học nghề, bạn sẽ được học thực hành nhiều, hầu như là hơn 70% là các bạn học thực hành trên máy tính. Thì khi mà chuyển qua thì bữa nay Aptech đã chuyển qua học online hoàn toàn. Thì với cái phương pháp học online thì nó không có mới đối với các nước trên thế giới. Tuy nhiên mà khi mà mình đang chuyển qua thì các bạn sẽ có sự bỡ ngỡ như tôi vừa chia sẻ. Tuy nhiên về học online nó có những cái điểm lợi và có những điểm hơi khó khăn, thì tôi sẽ nói những cái điểm lợi trước. Cái điểm lợi ở đây là bạn vẫn thao tác trực tuyến với thầy cô giống như trên lớp, bạn cũng được xem màn hình. Với những cái bài tập thì bạn có thể xem màn hình với giáo viên cũng có thể là remote vô chỉnh sửa cho các bạn trực tiếp trên đó. Thì với mỗi bạn đều làm như vậy được hết. Và trong quá trình học thì sau mỗi buổi học trên lớp thì bạn sẽ được clip, thầy cô sẽ clip lại cái video đó và gửi lại cho bạn. Thì với cái video này bạn có thể xem lại những gì trong quá trình thầy giảng mà mình chưa có hiểu kỹ, mình chưa có hiểu được, thì mình có thể xem lại video này. Và học như vậy nó cũng là cái cơ hội cho các bạn làm việc teamwork với nhau qua bên một cái group, qua một cái hệ thống mạng. Thì đây là một cái cơ hội. Thì rất nhiều công ty đã chia sẻ cách làm việc như thế này. Khi mà bây giờ bạn đã học, bạn đã tiếp xúc thế với cái cách học này
thì khi bạn vào làm việc nó cũng sẽ không còn có bỡ ngỡ nữa. Đó. Ngoài ra thì với các bạn yêu thích công nghệ tin như nãy tôi có chia sẻ thì một vài buổi ban đầu mình làm quen với cách mà học trên máy, thì với ngành công nghệ này, thông tin này thì mình chủ yếu là mình ngồi trên máy tính nhiều, thì các bạn sẽ quen dần với việc đó và cái việc đó sẽ không là khó khăn nữa. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của thầy Tâm. Thì các bạn cũng đã nghe thầy Tâm chia sẻ rồi, thì phương pháp online rất là nhiều cái ưu điểm. Cách như vậy thì các bạn đang theo học ngành IT hoặc là những bạn nào đang có ý định sẽ bước chân vào ngành này hoàn toàn có thể tiếp tục kế hoạch theo đuổi ngành IT của mình bất chấp mùa Covid. Và để hiểu rõ hơn cách thức đào tạo tương tác trực tuyến tại Aptech, xin mời các bạn cùng đến với một đoạn clip ngắn sau nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình là Thảo Ngọc, phóng viên thường trú tại trường Aptech. Như các bạn cũng đã biết thì thời gian vừa qua dịch Covid-19 đang diễn biến rất là phức tạp. Tất cả các bạn học sinh, sinh viên đều được học ở nhà để tránh dịch. Và cùng từ học online đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Liệu rằng việc học online có hiệu quả hay không? Hãy cùng Ngọc nói xem là việc học online tại Aptech đang diễn ra như thế nào nha. Đi thôi. Hiện đang có một lớp học online do thầy Khắc Nguyên phụ trách. Chắc là các bạn sẽ nghĩ là lớp không có một bạn học viên nào thì không khí lớp rất là buồn chán và tẻ nhạt đúng không nè. Nhưng không đâu, lớp học online đang rất là sôi nổi lắm đó các bạn ơi. Chúng ta sử dụng mô hình BTD, chúng ta sử dụng cái mô hình XML schema, chúng ta sử dụng XPath vân vân. Chào em, không biết là sau một thời gian được học bằng phương pháp học trực tuyến của Aptech á, thì em cảm thấy phương pháp này đã hỗ trợ cho em như thế nào không? Dạ là sau khi chuyển sang phương pháp học này á, thì em thấy là nó cũng không khác gì học trực tiếp trong máy. Tụi em vẫn có cảm giác như đang học ở một lớp học bình thường, như là tương tác với thầy cô, đặt câu hỏi. Ngoài ra thì phòng đào tạo cũng hỗ trợ cho tụi em những vấn đề như bình thường khi đi học. Và một điều khiến em thích phương pháp học này hơn là tụi em sẽ được những clip ghi lại toàn bộ buổi học. Nếu trong lúc học em chưa nghe kịp chỗ nào thì em có thể mở xem lại. Cái này học bình thường thì không có. Rồi, chị cảm ơn những chia sẻ của em nha. Dạ vâng ạ. Rồi, chào em. Aptech cũng luôn cố gắng mang đến cho các bạn học viên chất lượng học tập tốt nhất so với việc đến trường và nghe dạy trực tiếp. Ngoài ra, bộ phận đào tạo cũng sẽ hỗ trợ các bạn hết mình để các bạn không bị gián đoạn trong việc học. Vì thế, những bạn đam mê công nghệ thông tin ơi, đừng ngại, hãy chọn việc học online trong mùa Covid sẽ không mang lại hiệu quả mà sẽ làm chậm trễ các kế hoạch của mình. Hãy bắt tay ngay từ bây giờ, vì khi mà tình trạng dịch ổn định hơn, các bạn đã có trong tay một lượng kiến thức phù hợp để làm việc rồi. Để biết thêm chi tiết về chương trình đào tạo cũng như ưu đãi ra sao, nào hãy cùng nhấc máy lên gọi vào số hotline miễn phí của trường là 1800 1779, hoặc truy cập vào fanpage hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech hay đường link bên dưới nhé. Chào tạm biệt các bạn. Các bạn vừa được trải nghiệm phương pháp học tương tác trực tuyến online tại trường Aptech. Sau những chia sẻ từ anh Quang và thầy Tâm, có thể thấy là đối với ngành công nghệ thông tin thì cách doanh nghiệp và người học công nghệ thông tin có thể tiếp tục làm việc và việc học của mình mà không bị mùa Covid làm gián đoạn kế hoạch. Và đối với các bạn có ý định học ngành công nghệ thông tin, các bạn hãy mạnh dạn trang bị cho mình những cái kiến thức và kỹ năng của ngành IT cho bản thân ngay từ bây giờ. Để sau khi mùa Covid kết thúc thì các bạn sẽ sẵn sàng làm việc tại các doanh nghiệp mà không bị gián đoạn cái cơ hội của mình. Và thưa thầy Tâm ạ, với vai trò là đại diện của một đơn vị đào tạo công nghệ thông tin uy tín, một đơn vị đã có mặt tại hơn 40 quốc gia trên thế giới và có mặt tại Việt Nam đã hơn 20 năm rồi, thầy có thể giới thiệu thêm chi tiết về các khóa học lập trình quốc tế đang được triển khai tại Aptech cũng như là những hỗ trợ dành cho các bạn khi các bạn đăng ký nhập học trong thời điểm này không ạ? Cảm ơn Vi. Chào các bạn. Thì
xin nói lại một chút xíu, Aptech là một cái hệ thống đào tạo về ngành công nghệ thông tin, đào tạo nghề của Ấn Độ. Thì Aptech hiện tại có mặt hơn 40 quốc gia và có mặt tại Việt Nam mình đến nay là 21 năm. Đây là một cơ sở chuyên đào tạo về công nghệ thông tin, và ở đây mình là về lập trình phần mềm. Thì nói thêm cho các bạn hiểu, khi mà nói về lập trình phần mềm, chắc có lẽ mọi người cũng đã hiểu phần mềm là gì. Thì trong cuộc sống chúng ta, tất cả mọi người, hầu như ai cũng đều dùng đến phần mềm. Đối với thời buổi công nghệ thông tin như bây giờ, thì với một cái smartphone, một cái iPad hoặc một cái TV, mình cũng đã dùng tất cả những phần mềm trong đó. Và phần mềm cũng đi sâu vào cuộc sống của chúng ta rất nhiều, từ cái việc mà nghiên cứu, học tập, cho tới quản lý, vui chơi, giải trí. Và nó đi từ cái việc mà kinh doanh thương mại điện tử tới việc nông nghiệp. Thì chúng tôi đã thấy nhiều cái nông trại bữa nay gọi là smart farm, là những nông trại thông minh. Thì người ta có thể là có những cái sensor, người ta đo được cái độ ẩm của đất để mà có những cái máy tự động tưới luôn. Và ngoài ra thì công nghệ thông tin nó cũng đã giúp chúng ta làm những việc mà trước đây mình không thể làm được. Ví dụ như là một cái hãng vận tải làm toàn cầu, họ không chỉ xe nào, đó là ví dụ như là Grab, thì họ vẫn với một phần mềm họ có thể kinh doanh được và tiếp cận được với rất là nhiều khách hàng mà người ta đã biết cách sử dụng. Người ta có thể là khiến cho người ta có thể lịch sự hơn, rồi khiến cho người ta làm mọi việc đơn giản hơn rất là nhiều. Đó là công nghệ thông tin nó mang lại. Thì Aptech cũng là một nơi mà chúng tôi tự tin rằng đã cung cấp cho thị trường, cung cấp cho xã hội những cái phần mềm giúp ích cho cuộc sống như vậy. Thì với chương trình đào tạo tại Aptech thì chúng tôi có những cái khóa học dành cho tất cả các đối tượng các bạn có thể là theo học được. Thì nó sẽ có 3 khóa chính, là khóa đầu tiên là nó kéo dài trong vòng khoảng 6 tháng. Thì học xong cái khóa này, bạn có thể hoàn toàn làm được những cái trang web, những trang tin tức thương mại hoặc là những cái phần mềm trên tất cả các thiết bị đơn giản. Chương trình thứ hai kéo dài trong vòng khoảng cỡ hơn 1 năm, kéo dài 2 học kỳ. Thì với 2 học kỳ này, bạn có thể làm được những phần mềm trên máy tính, những phần mềm quản lý. Và nếu cái khóa cao nhất của chúng tôi là nó kéo dài khoảng hơn 2 năm, thì với cái khóa này bạn có thể làm được tất cả những cái ứng dụng trên thiết bị di động, những cái app, làm những trang bị thương mại điện tử. Đó là những cái chương trình ở trường. Thì với chương trình đào tạo tại Aptech, số lượng các bạn có thể là không giới hạn các bạn là ở độ tuổi nào, các bạn làm việc gì. Thì các bạn học sinh học xong lớp 12, các bạn có thể chọn đây là một cái nghề. Hoặc là những các bạn sinh viên đang học những trường đại học, các bạn có thể là học công nghệ thông tin để bổ trợ thêm kiến thức cho các bạn trong quá trình chương trình của bạn theo đuổi. Hoặc là những các bạn đã đi làm, các bạn muốn bổ trợ thêm kiến thức cho mình thì các bạn cũng có thể là liên hệ với Aptech. Với chương trình năm nay, vào cái mùa này, chúng tôi cũng có những chính sách hỗ trợ thêm cho các bạn để mà các bạn có thể là thực hiện được hoài bão những cái mới của mình trong cái việc hoàn thành ngành nghề. Thì với chương trình này, chúng tôi có hiện tại là đang trong cái mùa dịch Covid, cho nên là phần lớn các bạn sẽ được học online. Cho nên là chúng tôi có những cái phần quà để hỗ trợ cho các bạn. Đầu tiên, nếu mà các bạn đến với Aptech trong thời gian này, các bạn sẽ được tặng một cái laptop để các bạn có thể là kết nối học online, và một cái tai nghe Beats. Đây là một cái tai nghe chất lượng tốt để bạn có thể là truyền tải âm thanh trong quá trình học. Và ngoài ra, cái thứ hai là đối với những bạn mà về kinh tế có thể khó khăn, thì Aptech đang liên kết với một số ngân hàng cho các bạn một cái khoản vay tín dụng giáo dục với lãi suất là 0%. Thì với cái chính sách này cộng với những cái phần quà thì các bạn có thể hoàn toàn là thay đổi được ước mơ của mình. Riêng tạm có một số trường thì các bạn có thể là bạn phải học xong, sau khi ra trường các bạn mới đi tìm việc làm, tôi gọi là đi tìm việc làm. Nhưng với Aptech, nếu mà bạn học tốt thì trong vòng 6 tháng học xong học kỳ 1, bạn hoàn toàn có thể đi làm được với doanh nghiệp. Aptech có một bộ phận hỗ trợ giới thiệu việc làm cho các bạn. Các bạn có trong thời gian học, các bạn có thể vừa học vừa làm. Đây là một điểm tốt là các bạn hoàn toàn được cọ sát với thực tế trước khi ra trường, khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, và các bạn được có khoản thu nhập cho mình khi còn đang đi học. Đây là cũng là một cái điều rất là hay mà Aptech đã làm. Và ngoài ra, Aptech có một những cái chính sách gọi là bảo hành công nghệ trọn đời. Ví dụ như hiện tại bạn đang học với một cái chương trình, với một cái version này, sau khi bạn học xong, bạn ra trường mà đi làm trong vòng 2-3 năm, nếu mà có cập nhật những version mới, bạn hoàn toàn có thể quay lại trường. Trường sẽ đào tạo cho bạn hoàn toàn miễn phí những cái công nghệ mới để bạn có thể theo kịp được cái thời đại và hoàn toàn làm những sản phẩm tốt hơn. Đó là những sách hỗ trợ của trường. Dạ. Thì các bạn cũng nghe thầy Tâm chia sẻ rồi đó, trong thời điểm này mà các bạn đăng ký nhập học tại Aptech, các bạn sẽ nhận được những phần quà rất là thú vị của Aptech.
Còn về thị trường công nghệ thông tin hiện nay thì các bạn cũng bạn mình nghĩ là bạn nào cũng biết rồi, thì chỉ có thể là phát triển trong tương lai rất là nhiều, đúng không anh Quang ạ? Thì các doanh nghiệp về công nghệ thông tin thì thật sự là đang cần rất cần nhân sự, đúng không anh? Có thể chia sẻ thêm về cái sự lựa chọn nhân sự của ngành công nghệ thông tin trong thời điểm như thế này và trong tương lai như thế nào, đúng không ạ? Thưa các bạn, thì trong mùa dịch này thì vẫn có rất nhiều các công ty vẫn tiếp tục tuyển dụng. Dĩ nhiên thì các bạn học thì các bạn cũng nên có cái sự lựa chọn về cái khả năng của mình, cũng như là các cái khối ngành mà sắp tới nó sẽ có sự chuyển dịch mạnh mẽ, đặc biệt là các cái xu hướng về online hiện tại, ví dụ như là các cái công ty liên quan đến về thương mại điện tử, các công ty liên quan đến có thể là về mặt gaming, hoặc là những cái xu hướng về e-learning chẳng hạn. Thì đó là những cái mà xu hướng trong tương lai có thể là họ cần cái nguồn nhân lực rất là lớn. Và theo dự đoán của chúng tôi thì khi mà các doanh nghiệp quay trở lại sau mùa dịch này thì sẽ có một cái làn sóng rất là lớn về chuyển đổi số, đặc biệt là các cái khối doanh nghiệp mà từ xưa đến nay họ chưa có ý thức về cái việc mà dùng các ứng dụng quản lý. Thì những doanh nghiệp này khi mà họ sử dụng ấy, thì tôi nghĩ họ sẽ cần một cái nguồn lực, không phải là chỉ là ở trong các công ty IT như kiểu công ty Excel hay là cái group Git của chúng tôi, mà bản thân các cái doanh nghiệp họ cũng sẽ có những cái bộ phận IT nội bộ để họ làm cái công tác về chuyển đổi số. Thì đó cũng là một cái cơ hội việc làm cho các bạn. Cơ hội việc làm của ngành công nghệ thông tin luôn luôn rộng mở và sẽ luôn luôn phát triển trong tương lai, đúng không anh? Và cảm ơn những cái thông tin bổ ích đến từ anh Quang và thầy Tâm. Tiếp theo thì Vi nhận thấy là các bạn đã đặt câu hỏi cho chương trình rất là nhiều dưới comment của livestream ngày hôm nay rồi, nên không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ đến với phần giải đáp thắc mắc đến từ các giám khảo, giải đáp thắc mắc đến từ các khách mời của chúng ta nhé. Và đầu tiên thì mình thấy là có bạn Nguyễn Việt Tiến, sinh viên đã đăng ký trước câu hỏi về cho chương trình. Bạn hỏi là em muốn hỏi là những ngôn ngữ lập trình nào sẽ là xu hướng trong tương lai ở các lĩnh vực? Các công ty Việt Nam hiện tại đang tuyển dụng IT lập trình ngôn ngữ nào là chủ yếu? Phía dưới câu hỏi này thì em sẽ mời anh Quang chia sẻ với bạn ạ. Mình xin chào bạn Tiến. Thì hiện nay thì những cái ngôn ngữ lập trình phổ biến thì theo mình thì cũng là những ngôn ngữ lập trình cơ bản mà các bạn sẽ được học trong trong ghế nhà trường thôi. Đó là ngôn ngữ liên quan đến C#.NET, một số các ngôn ngữ mã mình mở, ví dụ như là PHP hay là Java. Ngoài ra thì hiện nay thì các công ty cũng sử dụng các ngôn ngữ liên quan đến JavaScript rất là nhiều. Thì đó là những cái ngôn ngữ mà hiện nay bản thân công ty mình và cũng như là các công ty trong group của mình cũng đang tuyển dụng rất là lớn. Dạ, xin cảm ơn câu trả lời của anh Quang. Và câu hỏi tiếp theo cũng dành cho anh Quang luôn ạ. Các bạn có Facebook tên là Tristan Lê, bạn hỏi là cho mình hỏi hiện nay thì việc tuyển dụng ngành IT sẽ như thế nào và mức lương của ngành hiện nay sẽ ra sao ạ? Việc tuyển dụng ngành IT hiện tại trong mùa Covid thì theo mình thấy là tuy công số công ty thì họ cũng đang giảm, nhưng mà một số công ty mà trong lĩnh vực mà mình biết thì mình có chia sẻ là liên quan đến thương mại điện tử thì họ vẫn tiếp tục tuyển. Còn về mức lương á, thì cái này thì nó cũng rất là đa dạng. Ví dụ như là nếu mà các bạn nào mà sinh viên mà có cái học tập tốt, cũng có kinh nghiệm trong lúc là các bạn đi học rồi á, thì mức lương khởi điểm lúc mới ra trường thì đâu đó cũng có thể tầm khoảng từ 300 đến 400 đô. Thì đó là mức lương khởi điểm. Còn các bạn ra trường đi làm mà có kinh nghiệm tầm khoảng 1 năm đến 3 năm thì có thể nó dao động từ khoảng 500 cho đến 800 đô. Và các bạn xem như hiện tại thì thật sự là mức lương rất là cao, có thể là đạt được cái mức từ 1.000 đến 2.000 đô là chuyện bình thường. Vậy là mức lương trong ngành công nghệ thông tin khá là cao so với mặt bằng chung của các ngành, đúng không ạ? Vậy thì các bạn nào mà đang có ý định là thêm ngành IT thì các bạn đã có thêm một lý do nữa để mình có thể chọn thêm ngành IT để phát triển cho bản thân mình sau này. Tiếp theo là có một câu hỏi của Facebook tên là Hữu Trung. Bạn ấy hỏi là sinh viên, em là sinh viên công nghệ thông tin năm nhất đang muốn học song song tại Aptech để phát triển thêm kỹ năng. Trường có khóa học nào phù hợp cho em không ạ? Câu hỏi này chắc chắn anh Tâm sẽ trả lời với bạn, đúng không ạ? Cảm ơn câu hỏi của em. Em hỏi rất là rõ ràng. Thì cái này cũng không phải là cái gì cũng khó, không phải cái gì khó.
thì cũng chia sẻ với các em là nếu mà em đang học công nghệ thông tin thì đó là một cái điều quá thuận lợi với em. Thì sẵn đây thì tôi cũng chia sẻ luôn cho những cái bạn khác, nếu mà là sinh viên năm nhất không phải là ngành công nghệ thông tin, thì như hồi nãy tôi có nói là công nghệ thông tin nó là một, hiện tại nó đang là một ngành đang xen, thì không có bất cứ một nhóm ngành nghề nào, không bất cứ một lĩnh vực nào mà ta không dùng công nghệ thông tin cả. Thì công nghệ thông tin các bạn thấy không, ngân hàng họ cũng dùng, rồi về xuất nhập khẩu, rồi về du lịch, tất cả các ngành đều dùng hết. Nếu mà bạn là công nghệ thông tin thì các bạn biết là ở ghế nhà trường, các bạn học ở những trường đại học thì cái thời gian học của bạn nó sẽ kéo dài khoảng từ 4 năm đến 4 năm rưỡi cho một sinh viên. Trong đó thời gian đầu khoảng cỡ gần 2 năm là các bạn phải học đại cương. Thì với APTEC, trong thời gian đầu học đại cương thì các bạn sẽ chưa được học về chuyên ngành đâu. Thì trong thời gian này nếu như mà bạn có đam mê về công nghệ thông tin thì các bạn hoàn toàn theo với APTEC trong vòng 2 năm này thì bạn sẽ có được hoàn thiện tất cả những kỹ năng bạn có thể làm phần mềm. Khi mà bạn bước vô học chuyên ngành thì khi đó kiến thức bạn nó rất là vững, nó sẽ bổ trợ cho các bạn. Đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ. Còn ngoài ra thì là nếu mà bạn học năm nhất thì vừa nói rồi, thì với APTEC cái chương trình đào tạo nó có một cái số điểm thuận lợi hơn cho các bạn rất là nhiều, là với 4 học kỳ APTEC sau mỗi học kỳ các bạn sẽ làm một cái đồ án. Thì cái đồ án này nó chính là cái những cái đồ án thực tế mà nhà trường đã liên kết với doanh nghiệp mang về cho các bạn làm. Thì cái đồ án này các bạn sẽ không phải là làm một mình, các bạn sẽ là phải làm việc nhóm, các bạn phải teamwork với nhau, rồi các bạn sẽ có những cách chia sẻ với nhau. Đó là những cái gì mà nhà trường, thực tế nhà trường mang lại cho bạn, để sau khi bước ra khỏi cái nhà trường bạn vào doanh nghiệp, bạn không còn phải bỡ ngỡ nữa, mình đã trải qua cái dạng thực tế ở doanh nghiệp như thế nào. Bạn phải làm, bạn phải có đủ slide, bạn phải báo cáo. So với lại cái việc mà bạn ra trường mà đi vào doanh nghiệp bạn làm, bạn phải gặp gỡ khách hàng, bạn phải chia sẻ, bạn phải báo cáo, bạn phải nói những cái vấn đề mà bạn làm ở đồ án, thì đó là hoàn toàn thực tế hết. Đó là cái cơ hội cho các bạn. Cho nên là tôi khuyên lại một các bạn lần nữa, nếu như các bạn có yêu thích công nghệ thông tin, cho dù bạn ở là học cái ngành nào, nếu mà muốn bổ trợ tốt công việc sau này thì bạn tham gia được với chúng tôi ngay bây giờ, đó là một điều tốt cho các bạn. Dạ, cảm ơn thầy Tâm. Thì Vi cũng nhận thấy là có những trường hợp rất là thực tế là các bạn vừa học song song ở trường đại học và vừa học APTEC rất là nhiều. Vì cái thời gian 2 năm đầu của trường đại học các bạn sẽ mất thời gian để học những cái môn không liên quan đến chuyên ngành của mình. Thì học tại APTEC các bạn sẽ được học trực tiếp vào chuyên ngành luôn. Cho nên là các bạn cứ yên tâm về việc làm sau này của mình. Cho nên khi học tại APTEC các bạn sẽ được hỗ trợ hết mình về việc làm cũng như những kiến thức chuyên ngành. Tiếp theo là một câu hỏi của bạn có Facebook tên là Meti Nguyễn. Bạn hỏi, nếu tụi em học online thì trường APTEC có những hỗ trợ nào không ạ? Có khác gì so khi học offline không? Dạ, em mời anh Tâm sẽ lại trả lời câu này ạ. Rồi, thì cái này tôi chia sẻ lại, hồi nãy cũng có nói qua cái này ha. Bây giờ trả lời trực tiếp cho bạn để bạn có một cái nhìn rõ hơn. Thì học online và học offline thì hầu như là nó đều là việc học, cũng đều là truyền tải kiến thức từ giảng viên đến bạn. Tuy nhiên là khi mà học offline là các bạn lên lớp, bạn ngồi và các bạn sẽ gặp trực tiếp thầy. Còn học online thì nó có vấn đề là bạn có thể là thời gian bạn linh động hơn, bạn có thể là không cần phải tốn quá nhiều thời gian đi ngoài đường, bạn có thể là học ở nhà, học trong phòng, hoặc là các bạn có cũng nên là vắng vẻ cũng được, miễn sao bạn có một cái thiết bị trên tay, có thể là một cái điện thoại, một cái iPad hoặc là một cái máy tính có kết nối internet, bạn kèm theo một cái tai nghe là bạn có thể là trao đổi được, trao dồi được cái việc học với lớp rồi. Thì cái việc học online thì chúng tôi đang dùng cái phần mềm Zoom. Thì phần mềm này cũng rất là nhiều cái doanh nghiệp, rất là nhiều trường hiện tại đang dùng để đào tạo cho sinh viên. Thì với cái phần mềm này bạn cũng giả lập như là một cái phòng học trên lớp, các bạn đều join vào nhau, các bạn đều được chia sẻ cái màn hình từ giảng viên, và ngoài ra các bạn có thể là trao đổi với nhau qua chat trên phần mềm đó, hoặc là chúng ta có thể dùng trao đổi trực tiếp với thầy bằng cách là bật mic lên. Thì với cái phần mềm này nó cũng không khác gì là các bạn học trực tiếp trên lớp. Tuy nhiên nó có những cái điểm lợi hơn là như tôi vừa chia sẻ. Và ngoài ra thì các bạn yên tâm là dù nếu mà thầy có giảng bài lúc đó mình không hiểu, hoặc là mình có nghe không kịp hay gì đó, thì sau cái buổi học mình vẫn có được một cái video nguyên cái buổi học đó để mà mình xem lại. Và ngoài ra thì cái việc mà các bạn biết là lập trình thì toàn bộ là bằng code với nhau, bằng code, bằng mã lệnh, thì mình có thể là mình xem màn hình với giảng viên có thể sửa trực tiếp cái bài trên máy của mình. Thì đó là một cái điểm thuận lợi hơn trong cái việc mà nếu mà ngồi trên lớp thì có nhiều người với nhau thì cũng có thể là bạn ngại, hoặc là bạn thầy cô sẽ tiếp xúc nhiều người. Tuy nhiên là với một cái việc học online thì có thể là khi đó
thì thầy sẽ trực tiếp cho bạn cái bài của bạn, thì cũng là cái thuận lợi hơn mà online nó mang lại. Và cái việc mà học online nó cũng có một cái điểm thuận lợi hơn cho bạn nữa là bạn phải có cái tính tự lập nhiều hơn, bạn phải có cái tính là chủ động tương tác nhiều hơn, thì cái này là cũng mang lại cho bạn một cái điều là bạn tập làm quen với việc này nó sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho cái việc làm của bạn sau này. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của thầy Tâm. Vậy thì rõ ràng là việc học online có rất là nhiều ưu thế nên các bạn cứ yên tâm về vấn đề này nhé. Và tiếp theo sẽ là một câu hỏi gửi đến cho anh Quang ạ. Facebook có tên là Duy Đăng, bạn hỏi là em muốn theo học ngành công nghệ thông tin nên cho em hỏi để làm tốt ngành này cần phải trang bị những gì và có những tố chất nào. Thì với vai trò là một nhà quản lý doanh nghiệp công nghệ thông tin thường xuyên tuyển dụng nhân sự, thì anh có những cái tiêu chí nào, những nhận định nào về những cái tố chất và kỹ năng cần có của một IT trong ngành công nghệ thông tin không ạ? Cảm ơn Duy. Đây cũng là một câu hỏi là mình cũng thường xuyên là các bạn cũng hay hỏi mình. Thì theo mình thấy được là thực sự công nghệ thông tin bây giờ nó không phải là nó quá là theo kiểu là phức tạp như kiểu hồi ngày xưa. Dần dần thì theo mình nghĩ nha, tức là công nghệ thông tin nó giống như là tiếng Anh vậy. Tức là bất kỳ ai cũng nên trang bị cái kỹ năng lập trình cho mình. Chỉ cần thật sự là bạn có một cái định hướng đó rõ ràng là sử dụng công nghệ để mà phục vụ cho cái công việc của bạn. Cộng thêm cái việc mà bạn có một cái tư duy nó cũng tương đối là tốt, thì hoàn toàn bạn có thể là theo học được lĩnh vực về công nghệ thông tin. Thì ngay cả bản thân mình cũng đang, thậm chí mình đang khuyến khích là các anh em mà ở các lĩnh vực khác, không phải là trong lĩnh vực về công nghệ nhé, có thể là họ làm về tài chính, có thể là họ làm bên phía marketing, thì vẫn khuyên họ là nên, nếu mà có được thời gian thì nên tìm hiểu. Và một số bạn bè của mình là trong những lĩnh vực mà hoàn toàn không liên quan, thậm chí là làm về design ra thì họ vẫn tìm hiểu, họ học về lập trình, có thể là những khóa về ngắn hạn nữa. Thì theo mình nghĩ là đó là hai yếu tố là quan trọng. Bạn có định hướng rõ ràng dùng công nghệ để phục vụ cho cái công việc tương lai của mình, và cộng thêm cái khả năng tư duy. Dạ, cảm ơn anh Quang. Vậy thì bạn nào đang có ý định là học theo học ngành công nghệ thông tin, các bạn cứ mạnh dạn trang bị cho mình những cái kỹ năng cần thiết để có thể theo học ngành này một cách tốt nhất nha. Hiện tại thì Vi cảm thấy là các bạn đặt câu hỏi trên chương trình rất là nhiều. Tiếp theo sẽ là một bạn có Facebook tên là Thúy Lan. Bạn hỏi là học bổng của Aptec dành cho những đối tượng nào và làm sao để nhận được học bổng đó ạ? Em xin mời thầy Tâm sẽ có những chia sẻ cho bạn ạ. Chào bạn. Thì hồi nãy có giới thiệu cái quỹ khuyến học của Aptec á, thì cái học bổng này thì dành cho tất cả những bạn yêu thích công nghệ thông tin chứ không dành cho riêng cho một đối tượng nào. Thì nếu mà bạn có yêu thích công nghệ thông tin, bạn muốn thử sức mình ở lĩnh vực công nghệ thông tin, bạn muốn là người sẽ làm ra những cái phần mềm hoặc là những cái app, những cái game, những cái gì mà gọi là phần mềm bây giờ trên tất cả các thiết bị, thì bạn hãy liên hệ với Aptec. Thì với chương trình đào tạo tại Aptec không có quá khó khăn đối với những bạn mà có thể là cái chí của bạn cao, không quá, không cần bạn phải quá giỏi về một cái môn nào. Tuy nhiên là để mà vào học tại Aptec thì chúng tôi sẽ có một cái bài test cho các bạn. Thì các bạn biết là nếu mà với công nghệ thông tin thì bạn chỉ cần cái tư duy logic là nhiều, thì bạn trải qua cái bài test này, nếu mà bạn bắt qua được thì bạn sẽ được nhận cái học bổng là những cái phần promotion mà chúng tôi vừa nói, là gồm có máy tính, tai nghe, và bạn sẽ được nhận những ưu đãi từ Aptec. Dạ, cảm ơn những chia sẻ về những thông tin của thầy Tâm. Tiếp theo, Facebook có tên là My Hà Phạm. Bạn có đặt câu hỏi như thế này: mình đang làm việc ở ngành khác và muốn chuyển sang ngành công nghệ thông tin. Không biết tại Aptec có khóa học nào phù hợp và trường có hỗ trợ việc làm sau khi học xong không ạ? Dạ, xin mời thầy Tâm ạ. Bạn đang làm ở lĩnh vực khác thì không biết bạn làm ở lĩnh vực gì. Bạn muốn chuyển thẳng qua bên là làm công nghệ thông tin, hay là bạn muốn học công nghệ thông tin để mà nó bổ trợ kiến thức cho bạn, thì bạn hoàn toàn có thể là đến với Aptec. Thì Aptec như hồi nãy tôi chia sẻ là nó có 3 cái khóa để bạn theo. Nếu mà bạn muốn chỉ là làm ở cái góc độ là mình sẽ là người làm ra những cái trang web, làm những trang tin tức, thì bạn cũng có một khóa ngắn cho bạn. Hoặc bạn muốn đi sâu vào làm về phần mềm quản lý doanh nghiệp, hoặc là bạn muốn đi sâu vào ngành thương mại điện tử, thì tùy theo cái mức độ bạn có chọn mức độ nào, hoặc là cái kiến thức bạn đã có như thế nào, thì Aptec đều có những cái khóa để dành cho bạn hết. Nếu như mà bạn vẫn còn yêu cái công việc cũ của mình thì có thể là bạn sẽ theo đến với Aptec thì bạn sẽ chọn được một cái khóa
mà với công nghệ thông tin giúp cho cái công việc cũ của bạn tốt hơn thì cũng là một sự lựa chọn. Hoặc là nếu mà bạn muốn chuyển hẳn qua bên Aptex luôn thì nó cũng sẽ có một cái hướng cho bạn chọn. Thì tùy theo như cái khóa bạn chọn học như nãy tôi chia sẻ, thì với Aptex khi mà các bạn còn đi học, bạn học xong khóa đầu tiên là kéo dài khoảng 6 tháng thì bạn hoàn toàn có thể làm được web. Khi này nếu mà bạn vẫn muốn đi làm vừa học thì Aptex vẫn có một cái sự lựa chọn rằng bộ phận hỗ trợ việc làm ở trường sẽ giới thiệu bạn vào doanh nghiệp làm. Thì khi đó bạn vẫn là một người đi làm và bạn có thể là ngoài cái giờ giờ làm bạn có thể đi học vào buổi tối. Thì đó là những cái mà Aptex mang lại cái lợi cho bạn. Dạ, cảm ơn câu trả lời đến từ thầy Tâm ạ. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi sẽ được gửi đến cho anh Quang. Bạn Quốc Trung cũng đã gửi câu hỏi này về cho chương trình như sau. Hiện nay em thấy các công ty đều yêu cầu phải có kinh nghiệm. Vậy sau khi học xong, em có được doanh nghiệp nhận vào không ạ? Xin mời anh Quang sẽ chia sẻ với bạn những cái thông tin này ạ. Câu này thì các bạn sinh viên cũng có hay hỏi mình, thì mình cũng chia sẻ thật lòng như thế này. Cái việc mà các công ty mà yêu cầu có kinh nghiệm đó, là cũng để đánh giá là trong lúc mà các bạn đi học đó, là các bạn có tham gia những cái dự án thực tế hay không. Thì ở đây thì mình cũng biết là bên chỗ Aptex mình là cũng thường xuyên có các cái đồ án, đúng không thầy? Thì cái việc mà các bạn tham gia vào các cái đồ án, tham gia xây dựng một cái ứng dụng có thể là website hay là có thể là một hệ thống quản lý thực tế thì nó cũng là một cái điểm cộng khi mà các bạn nộp đơn vào doanh nghiệp, và doanh nghiệp sẽ xem các cái đồ án của các bạn là những cái dự án thực tế. Dạ. Thì chương trình đào tạo tại Aptex thì cũng rất là sát với thực tế. Các bạn học tại Aptex xong, các bạn có thể ra và làm việc ngay. Thực tế là nhiều doanh nghiệp cũng đã mời sinh viên của Aptex rất là nhiều về doanh nghiệp của mình để làm việc. Tiếp theo sẽ là câu hỏi của Facebook tên là Huy Kido ạ. Bạn hỏi là em không giỏi toán và ngoại ngữ thì có học được công nghệ thông tin được không ạ? Thì xin mời anh Tâm sẽ có những chia sẻ với bạn Huy Kido ạ. Chào bạn. Thì với ngành công nghệ thông tin thì như hồi nãy anh Quang có chia sẻ là hiện tại là học nó cũng không khó. Nó cũng đối với các bạn bây giờ thì nó cũng không khó. Tại vì với công nghệ thông tin á, là không nhất thiết bạn phải quá giỏi một môn nào. Cái quan trọng đầu tiên đây là bạn có một cái tư duy logic tốt ha, bạn có một cái tư duy logic tốt và bạn có một cái ý tưởng tốt thì bạn sẽ làm được sản phẩm thôi. Tại vì cái ngôn ngữ lập trình thì nó tính ra là về cái từ nó còn ít hơn về tiếng Anh nữa đó. Cho nên là cái nếu mà bạn có một cái niềm đam mê thì bạn sẽ học được. Còn về ngoại ngữ thì như thế này, ngoại ngữ nếu mà một bạn mà bình thường các bạn học xong chương trình trung học phổ thông thì cái mức độ ngoại ngữ của bạn đã theo học được ngành công nghệ thông tin rồi. Ngoài ra trong chương trình học tại Aptex á thì chúng tôi có một cái khóa anh văn là anh văn chuyên ngành về công nghệ thông tin. Thì với cái khóa anh văn chuyên ngành này nó sẽ giúp cho bạn học đọc hiểu được tài liệu và bạn có thể là trao đổi với khách hàng về những cái từ chuyên môn trong cái sản phẩm bạn làm ra. Thì bạn nói thêm một chút về cái ý tưởng và cái tư duy. Thì quan trọng là cái tư duy của bạn tốt thì bạn sẽ làm được những sản phẩm. Và các bạn có thấy là hiện tại trên tất cả những cái app ở trên điện thoại hoặc có những cái game, ví dụ như thấy có một cái game mà các bạn trẻ hay chơi, ví dụ những game nhìn rất đơn giản như game 2048 đi, thì với cái game đó thì nó cũng về giải thuật nó cũng không có khó. Hoặc là có một số cái game mà về gọi là chơi trí tuệ đi thì cái mức độ giải thuật nó không khó. Quan trọng là các bạn có cái ý tưởng. Thì khi mà bạn đã có một cái ý tưởng rồi thì cộng với cái chương trình đào tạo một cách bài bản, bạn sẽ làm được những sản phẩm như vậy. Thì có thể là bạn thấy trước đây có những cái sản phẩm như là về game Flappy Bird của anh Nguyễn Hà Đông đi. Anh Nguyễn Hà Đông thì nhận định chung á, về đánh giá cái game này nó cũng dễ, nó cũng không có khó nhiều đâu. Giải thuật cũng không có nhiều, hình ảnh nó không có đẹp, nhưng mà anh Nguyễn Hà Đông có một ý tưởng quá tuyệt vời. Anh là người mở mạng, anh làm ra được những ý tưởng đó, anh làm được cái app đó và anh đã thành công. Thì sau cái game anh Nguyễn Hà Đông, tôi thấy trên App Store có rất nhiều cái game tương tự như vậy. Đó là những người làm sau họ sẽ không được thành công, nhưng mà anh đã nghĩ ra ý tưởng tốt, anh đã thành công. Thì nếu mà bạn có một ý tưởng tốt, bạn có một cái điều đam mê thì cộng với chương trình đào tạo tại Aptex, tôi hy vọng rằng bạn sẽ làm được những sản phẩm thật là tốt, trong khi bạn không cần phải quá giỏi một môn tự nhiên nào như tôi vừa chia sẻ. Dạ, xin cảm ơn chia sẻ của thầy Tâm. Rất là vui là các bạn comment đặt câu hỏi cho khách mời rất là nhiều trên dưới phần comment của live stream ngày hôm nay. Thì tiếp theo, bạn có nick Facebook là Kiều Hạnh. Bạn có hỏi là mùa dịch Covid có ảnh hưởng tốt hay xấu đến ngành IT hay không? Thì câu hỏi này lúc nãy thì vấn đề này anh Quang cũng có chia sẻ rồi, là các bạn chắc là bạn muốn hỏi kỹ hơn thêm nữa, nên là anh Quang sẽ chia sẻ thêm cho bạn, đúng không ạ? Vâng, chào Hạnh.
Thì như phần đầu chương trình thì mình cũng có chia sẻ với lại các bạn ấy. Tức là cái mùa dịch này nó là có nhiều thách thức nhưng nó cũng là cơ hội, đặc biệt là các cái doanh nghiệp IT ở trong cái lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử, liên quan đến các lĩnh vực ví dụ như là e-learning, thì cái số lượng đơn hàng, số lượng giá nó thậm chí nó còn tăng nhiều hơn. Thì lời khuyên của mình dành cho các bạn là các bạn cũng mà phải theo dõi tình hình và cũng phải đoán biết được các cái lĩnh vực nào nó sẽ là cái cơ hội trong cái mùa dịch này để mình có thể là mình có cái định hướng đúng. Còn cái việc của các doanh nghiệp IT thì thật sự ra là đây là một trong những khối ngành mà mình đánh giá là ít bị tác động nhất so với các lĩnh vực khác. Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của anh Quang. Vẫn còn rất nhiều câu hỏi đến từ các bạn khán giả, nhưng hiện tại thời lượng dành cho chương trình cũng sắp kết thúc rồi. Trường Uptech sẽ tổng hợp lại tất cả các câu hỏi của các bạn và sẽ gửi câu trả lời về email cho các bạn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể chủ động liên hệ vào số hotline hoàn toàn miễn phí của trường là số 1800 1779, hoặc các bạn có thể nhắn tin trực tiếp vào fanpage hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Uptech để nhận được câu trả lời sớm nhất nhé. Talk show Học và làm IT mùa Covid đến đây cũng kết thúc. Em xin cảm ơn anh Quang và thầy Tâm đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chúc cho doanh nghiệp của anh Quang nói riêng và các doanh nghiệp công nghệ thông tin nói chung xin ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Và đối với các bạn nào đang có kế hoạch theo học làm IT, các bạn hãy nhanh chóng đăng ký các khóa học tại Uptech để nhận được sự hỗ trợ đến chương trình Uptech thông qua quỹ học bổng khuyến học IT mùa Covid nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.